Quang bây giờ ông kiến ra lời văn cờ
là quốc độ hành độ như thị không được trang nghiêm bồ xá lợi phân bi và quốc độ thường tác thiên nhạc quần kim bi địa trụ gia lục thời bồ thiên bằng đà la hoa kỳ đồ chúng thân thường gì thành đăng ca gì kết thành chúng diệu hoa cung dương thả vương ra phạm ước và tân nhĩ thực thời hồn đạo bổn quốc phạm thực kinh hành xa lợi phất cờ là quốc độ thành tựu như thị trong nước trang nghiêm bồ tử xà lợi văn đi phương thường ngũ trùng chống kỳ giàu tam thắng nhi đeo ba thà cộng tướng anh võ xá lợi ca lăng tướng gia cộng mạc chi đeo thì chữ chung đeo trú gia lục thời sắp hòa nhà ấm kỳ ấm dương dương ngũ căn ngũ lượng thất bồ đề phần tam thân đạo phật như thì đà mắc kỳ đồ chúng thanh văn thì ấm dị giai tất niệm phật niệm pháp niệm thắng ta lợi văn như phật vị thư đeo thiệt thì tội bao sơ thánh cho dị giá hà bị phật quốc độ vô tam mắt đạo xa lợi văn kỳ vần quốc độ đà vô an đạo chi thánh nào uống đồ thiệt thì chữ chúng đều trái thì a di đà phật nhập linh và phân tiền lưu viên hoa cho tam ta lợi bất bị phật quốc độ bi phong chi đồng như bao an tòa cầm bao la vần rất vi diệu âm thi như ba thiên chúng nhạc đồng thời có âm văn thì âm già tự nhiên giai sanh niệm phật niệm pháp niệm tăng chỉ tâm ta đời văn bí phật quốc độ thành tựu như thị cấm đức đang nghiêm ta đời văn ngư như ý vân hà bị phật hà cô hiệu a di đà xã đời văn bí phật quảng minh vô lượng diệu thờ phương quốc cô sa chớ ngài thì cô hiệu quý a di đà xã đời văn a di đà phật thành mừng nhĩ lai ư kim thần nghiêm thù xã đời văn bí phật cầu phổ lạc phổ viên thanh văn đề tự chạy a la hăng vi thị thắng thô di đà năng đi chư bồ tát chúng nhật phục như thị xã đời bất bị phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm bồ xã đời bất từ là cô đô chúng thanh danh già giải tỳ a bề mà đi kỳ chúng ta hồ nhật sanh bồ sứ kỳ số thần ta bi thị thắng thô sở năng khi di đẳng cả dị vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp xa đời bất chúng thanh văn già ứng đương ba nguyện nguyện thánh bi quốc sở di giá hà đắc dự như thị chư thần thiện nhân cơ hội nhất sư xá đời bất văn cả di thiều thiện căn bước đất nhân nhân đất thanh bị quốc xa lời bậc nhờ cấu thiền nam từ thiền tử nhân văn thiệt a di đà phật chấp thị nhân theo nhật 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 nhị nhật nhật tám nhật nhật tứ nhật nhật ngũ nhật nhật lục nhật nhật thất nhật nhật tâm bất lăng nghệ nhân lâm mang chúng thời a di đà phật nhờ cho thánh trong hiện tại kỳ tiền đề nhân chúng thời tâm bất điên đà lực đất bằng sanh a di đà phật cực là quốc độ xa lời phật na kiến thị lời cố thiết tướng ngôn nhật cầu chúng tâm văn thị thiết giả ơn đưa ba nguyện sanh bị quốc độ xa đời văn như ngã kim già tạng thắng a di đà phật bất khả tư nghị công đức chi lời đóng phước nhiệt thở hoa xuất bề phật tu di thương phật đại tu di phật tu di quan phật diệu âm phật như đi đằng hằng ngã xa số chư phật ngã cử kỳ của cho quan trường địa tướng liên vô tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thiệt ngôn như làm dụng thanh trang thiên thì chẳng tham ba khả tư nghị công đức nhất thiết chư phật cho hồ niệm kinh xa lời bất nam vương thế giới hậu nhật nghiệp đa và chánh văn quang bằng đại diện kiếm và thủ chi đăng và cô đằng tình thánh phật như thế đắng hành ngã cha cho chư và các cư kỳ quán thất và trường thiệt tướng viên vô tam thiên đại thiên thế giới niết thành thiệt tôn như đẳng chúng thanh đăng tiến thị xưng tam bất khả tư nghị phong thế cho thế chư và cho hậu niệm kinh cho lời bất tây vương thế giới hậu vô lượng tà và cô đằng tướng phật vô lượng đà phật đại quang phật đại minh và ba tướng phật tịnh quang phật như thế đắng xa số chư phật căn cơ kỳ quan âm quan trường địa tâm miên vô tham thiên đại thiên thế giới thiết thành thiệt công như đàn chúng sanh trân thiên thế chân tam bất cả thứ nghi công đưa nhớ thiết chư và sở hồ niệm kinh giá lời bất bất vương thế giới hữu thảm âm bực hữu phật nhật nguyện nam phật chánh văn quang bằng đại diện kiếm phật tu di đăng phật vô lượng tinh tấn phật như đi đắng hằng ngã xa số chư phật căn cơ kỳ quốc sắc quan trường địa tâm miên vô tham thiên đại thiên thế giới thiết thành thiệt công như đàn chúng sanh trân thiên thế phong thế giới thế chư và sở hồ niệm kinh gia lợi văn hà vương thế giới hồ sơ tờ và chánh văn và chánh văn bằng đa ma và pháp đàng và địa pháp và như đi đắng hằng ngã cha cho chư và các cư kỳ cơ chót và đường địa tư miên bồ tát thiên đại thiên thế giới thiết thành thiện ngôn như nằm dòng chân trang thiên thế cho ta mang cả từ nghề cấm thế giới thế chư và sở hồ niệm kinh gia lợi văn sở vương thế giới hồ phạm vương và tu vương và vương thượng và ứng quang bằng đa nhiệm kiếm và tà sa và hoa nghiêm tân và ta la thọ vương và bảo hoa đức phật kiên nhân thiên nghe phật như tu di đà phật như thị đẳng hằng ngã cha tu chư và cả cư kỳ của cho quan trường thiện tượng niệm bồ tát thiên đại thiên thế giới nhất thành thiệt không như đồng chúng sanh trang thiên thế chân tam bất khả tư nghị cấm thế giới thiết chư phật cho hồ niệm kinh xa lời văn ngư như ý văn ngà cổ nhân bi nhờ thiết chư phật cho hồ niệm kinh xa lời văn nhờ cổ thiện nam từ thiện tự nhân văn thị kinh thọ địa nhờ
đà liệt sa đà văn nhờ ngự nhân di bát nguyện kiếm ba nguyện tướng bát nguyện nhờ thanh a di đà phật quốc gia thì chớ nhân đăng giai đắc bát tối chuyện ư a nu na ba tam miệu tam bồ đề ư bi quốc đồ nhờ di thanh nhờ kiếm thanh nhờ tướng thanh địa cổ sa lợi ba chư thiện nam từ thiện nữ nhân nhờ đầu tiếng cha ứng hương ba nguyện thanh bị quốc đồ sa lợi bát chư ngà kiếm cha tướng thanh chư ba bát ca tướng nghệ công đức vị chư bậc đẳng và chư tăng ngà bà ngà tư nghệ công đức di tam biện ông bích ca môn ni bậc năng bi tâm năng ấy hữu chi sở năng ư ta bà quốc độ u trợ ca thế kiếp được kiến được biện đạo được chúng thánh được mang được chúng thánh a nô đa la tam biểu tam bồ đề vì chư chúng thánh theo thế nhân thế thế cha la tiếng chi văn cha lời mà tưởng biện ư u trợ ca thế hành tự năng trừ đắc a nô đa la tam biểu tam bồ đề vì chư thế thế nhân thế tự năng tiếng chi bát thế vi tâm năng phật thế tự căn dị sa lời bát phật chư thì cao nhân thế thế nhân thiên nhân a tu la đằng văn phật trợ thiết quan nghi tinh ngọ thần đại nhi cơ văn thiết ca nhi đà kính ma bát nhà ba la mật ca tâm ngân văn từ ta bồ tát hạnh tâm bát nhà ba la mật ca thời kiếp kiến ngộ vận giác công đồ nhất thiết cô ở xa lời từ tâm bát chi cấm thân bát chi xa ra tức thì cấm thân tức thì nhất thọ thở mình tức diệu cực như thị xa lời từ thì chớ bát quan thế ba tâm ba nhà ba cô ở tạ cảnh giác cũng trong vô chấp vô tạ thần hành tức cô nhanh như thế thiệt tân ý vô chấp tân đơn vị cho ba cô nhanh giới này chỉ vô ý tân giới vô diệt vô tân này chỉ vô đại A di đà phật tâm kim sa.
Nhân tâm lanh lẹ ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân tâm lanh lẹ đông vương giáo chủ tiêu tai diên thọ dược sư Lưu Ly Quang Vương Nhân tâm đánh lễ Tây Phương giáo chủ đại từ bi phù tiếp dân đạo sư A Di Đà Phật. Nhân tâm đánh lễ Long Hoa giáo chủ đương lai hạ sanh Di Lặc Từ Thị Tôn Nhân tâm đánh lễ Thập Phương Quá Hiền Bỉ Lai Nhất Thiết Chư Phật. Nhân tâm đánh lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nhờ tâm lãnh lễ đại hạnh phố hiện vương Bồ Tát. Nhờ tâm lãnh lễ đại từ đại bi tầm thanh cô khổ nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhờ tâm lãnh lễ hồng lực vô biên đất đại thế chí Bồ Tát. Nhờ tâm lãnh lễ ô mạnh giáo chủ với lời đại nguyện địa ngục vì không thể bất thành Phật. Chúng sanh đồ tình phương chứng Bồ Đề Đại Thánh Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhờ nào đánh lễ phước trí nhị nghiêm thân thanh tình đại hại chúng Bồ Tát. Nhờ tâm đánh lễ hộ pháp Bi Đà Tôn Thiên Bồ Tát hộ giáo hộ giới và Lam Chư Bì Thiên Thần. Nhờ tâm đánh lễ Việt Nam Vũ truyền giáo truyền giới lịch đại Chư Bì Tổ Sư Hòa Thường. Đại Bi Tứ Trọng Thâm Mang Nhất Tâm Đảnh Lễ Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Lạy Đức Phật Thích Ca Phật A Di Đà.
Phật đạo Nam Mô A Di Đà.